Redmi Note 11 đã được ra mắt tại Trung Quốc vào tháng trước và dự kiến sẽ sớm ra mắt toàn cầu. Trên thực tế, Redmi Note 11T sẽ không phải là một điện thoại hoàn toàn mới mà nó được báo cáo sẽ là phiên bản đổi thương hiệu của Redmi Note 11. Điện thoại này dự kiến sẽ là phiên bản kế nhiệm của Redmi Note 10T 5G. Về cấu hình, Redmi Note 11T 5G dự kiến sẽ được cung cấp sức mạnh đến từ con chip Dimensity 810 của MediaTek. Có 8 nhân với tốc độ xung nhịp 2.4GHz và hỗ trợ kết nối 5G. Sóc này sẽ nhận được sự hỗ trợ từ RAM LPDDR4X lên đến 8GB và bộ nhớ trong 128GB chuẩn UFS 2.2. Thiết bị sẽ có nhiều tùy chọn cấu hình, bao gồm RAM 6GB cộng ROM 64GB, RAM 6GB cộng ROM 128GB và RAM 8GB cộng ROM 128GB. Ở mặt trước, Redmi Note 11T 5G dự kiến sẽ được trang bị màn hình có kích thước 6.6 inch, độ phân giải Full HD cộng 2.400x1.080 pixel, tần số quét 90Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz. Điện thoại thông minh này sẽ được cung cấp năng lượng từ viên pin có dung lượng 5.000mAh với sự hỗ trợ của công nghệ sạc nhanh 33W. Khả năng nhiếp ảnh của Redmi Note 11T 5G cũng khá hứa hẹn khi nó sở hữu cụm camera kép 50MP cộng 2MP ở mặt sau và máy ảnh selfie 16MP ở mặt trước. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!